Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Video này thì chúng ta sẽ đến với món đồ chơi Big Box. Em này có mã số là BB35 Ricochet, với tạo hình là một cái chú chuột túi đang chơi đấm bốc. Tất nhiên là được máy móc hóa. Anh em cũng có thể thấy được cái hình ở phía trước, nhìn em nó rất là chiến ha. Về phần thiết kế hộp thì tông màu chủ đạo kỳ này là màu cam chuyển dần sang màu xanh. Còn lại vẫn sẽ là các cái thông tin cơ bản mà em nào cũng có. Logo kỷ niệm 5 năm của cái dòng đồ chơi, logo của chủng loài, logo của nhà sản xuất và tên và mã số của nhân vật. Ở phía bên hông và ở phía bên còn lại. Và phía bên trong, ở đây có một điểm chú ý cho anh em. Giống như là cái em sói mình từng làm thì em này có hai phiên bản. Cái phiên bản sẽ đi kèm thêm một cái món phụ kiện màu vàng này, và một cái bản kia sẽ không có. Một tờ giấy hướng dẫn rất là quan trọng để anh em có thể chuyển đổi thành hai dạng. Cái hình ảnh trên thẻ của nhân vật, em Ricochet đang luyện tập với các cái hình ảnh 3D. Ở phía sau sẽ là câu chuyện về nhân vật này. Khi mà cầm trên tay thì mình thấy cái thiết kế này có một cái điểm tương đồng giống như là cái em BB30. Xoay một vòng cho anh em xem. Màu chủ đạo là màu cam rất là nổi, xen kẽ với vài cái mảnh giáp màu trắng. Một số chi tiết màu xanh trong suốt. Và cuối cùng là những cái họa tiết hoa văn cảnh báo được in lên. Chi tiết phần đầu, em nó có đeo một cái kính nhìn rất là hiện đại ha. Chúng ta có thể tháo ra được. Đây là cái chi tiết kính được thiết kế riêng cho em nó. Phần tay thì có đeo một cái cặp găng màu xanh. Cũng có thể tháo ra được. Khi mà tháo ra thì ở bên trong sẽ có cái phần móng. Phía mặt trong cánh tay cũng được làm chi tiết. Hai cái găng này thì được nhà sản xuất đánh dấu trái phải để có thể phân biệt được. Một cái logo ở phần ngực. Phần chân có một cái mảnh chi tiết màu xanh rất là đẹp. Và trang bị hai cái ổ đạn màu trắng. Cuối cùng là cái phần đuôi. Tạo hình thì mình thấy rất là ổn rồi. Chi tiết màu sắc ok, không có vấn đề gì. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua cái phần chuyển động. Hai cái phần tay này có thể cử động lên xuống. Cái phần miệng này có thể mở ra được một ít. Có một cái khớp tròn kết nối cổ với phần đầu. Phần cổ này thì có hai khớp cho nên biên độ cử động rất là lớn. Cái phần tay này chủ yếu là khớp trục. Anh em cũng có thể thấy được cái lõi ở bên trong bằng kim loại. Phần khớp đùi, khớp gối, một cái khớp tròn ở bàn chân. Cuối cùng là phần khớp ở đuôi. Ngoài ra thì có một cái điểm mà mình rất là thích của em này, đó chính là cái phần bụng. Nó có thể mở ra được. Ở bên trong thì có thêm một cái chú chuột túi mini. Đây là cái hình dạng khi mà nằm ở trong bụng. Và với một ít khớp thì em nó có thể tự đứng lên được. Bởi vì đây là một cái em mini cho nên màu sắc cũng đơn giản thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái bộ phụ kiện đi kèm. Mình thì không biết gọi chính xác là cái gì, nhưng mà đây là cái dụng cụ dành cho những người tập võ. Và tất nhiên là cũng được làm theo kiểu máy móc. Trên thân thì có những cái lỗ cắm, nhưng mà không biết mục đích là gì. Có những cái lỗ có kích thước lớn hơn kích thước chuẩn. Một điểm chú ý nữa là bên trong cái phần đế này được làm khá là nặng. Mục đích là để cho nó có thể đứng vững. Giống như là cái con lật đật
nếu như mà anh em tác động một cái lực nhỏ vừa đủ thì nó có thể đứng lên được. Nhưng mà nếu mà mạnh quá thì vẫn có thể ngã ha. Khá là hay. Chưa hết, cái phần phụ kiện này còn có một cái chỗ để có thể tương tác được. Xoay cái phần đầu này để lộ cái phần bên trong có thể chứa đồ được. Đó là về cái phần thú và phụ kiện. Còn bây giờ thì mình sẽ chuyển đổi kem này thành khối lập phương. Sau khi chuyển đổi thì anh em có thể thấy hình dạng như thế này. Bỏ vào hộp. Còn phần phụ kiện này là được cho thêm cho nên khi mà chân thì sẽ để ở bên ngoài, hơi bất tiện ha. Đánh giá cá nhân của mình về món đồ chơi này thì thiết kế màu sắc mình thấy ổn. Tương tác của em này cũng nhiều, cộng thêm cái món phụ kiện cực kỳ là hợp lý luôn. Nếu như mà anh em có ý định sưu tầm thì mình nghĩ là anh em nên kiếm cái bản mà có cái phụ kiện này, rất là đáng. Thì đó là những gì mà mình muốn cho anh em biết về món đồ chơi này. Nếu như mà có sai sót hoặc là góp ý gì anh em có thể cho mình biết ha. Còn bây giờ thì cảm ơn em đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video inbox và review lần sau. Bye bye.
Thank you.
Thank you.